Ok, tiếp tục mình ôn quá khứ đơn của động từ thường. Mình mới ôn quá khứ đơn của động từ to be rồi, bây giờ mình qua tới quá khứ đơn của động từ thường. Khẳng định, lúc nào cũng vậy, hả? Một cái thì của nó thì nó phải có ba thể: khẳng định ha, phủ định và nghi vấn. Nghi vấn tức là câu hỏi, phủ định là câu gì? Câu chối. Con có ăn trái chuối trên bàn không? Đâu có, con đâu có ăn đâu, là chối ha. Còn khẳng định là gì? Khẳng định là mình quả quyết là mình có làm cái chuyện đó ha. Ok, vậy thì trong tiếng Việt mình thể khẳng định chủ ngữ cộng động từ có quy tắc thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ hai. Dễ nhớ nha, ở trong quá khứ nó không có phân biệt chủ ngữ số nhiều hay là chủ ngữ số ít, không có biệt ngôi hay là giống hay là thứ gì hết, không có biệt ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cũng không có phân biệt giống đực giống cái. Chỉ cần biết chủ ngữ thì cộng với động từ, cái động từ này mới quan trọng nè, có quy tắc thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ hai. Vậy có bạn nào hỏi dạ thưa thầy, vậy sao biết nó có quy tắc, sao biết nó bất quy tắc không? Các bạn còn nhớ cái video mà thầy cho các bạn đọc nhạc rap không? Đó, mai mốt mình lớn lên mình cũng đọc cái nhạc rap đó hoài luôn á. Tại vì ở trên đời này cái động từ bất quy tắc nó ít, cho nên chúng ta sẽ phải học thuộc lòng bằng những cái video nhạc rap như vậy. Nó có khoảng vài trăm thôi, trong cái trình độ mover mình có mấy chục thôi. Như vậy mình học thuộc mấy chục cái động từ đó. Ví dụ như swim, swam, swung, run, ran, run. Ok, mai mốt tới cụ thể thầy sẽ cho cái video đó cho các bạn học của mình. Bây giờ mình cứ tụng kinh cho thầy. Chủ ngữ cộng động từ có quy tắc thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ hai. Ở đây ví dụ nè, động từ live là động từ có quy tắc. Như vậy, I live in Long An last year. Long An nha, LA là Long An chứ không phải Los Angeles ha. Oh, I live in Long An last year. Ok, cái thứ hai, động từ when này nè, là xuất phát từ động từ gốc là go. Cột thứ hai là went. Cột thứ ba là gone. Go, when, gone. Vậy cột thứ hai, when, mình biết là we went to school yesterday. We went to school yesterday. Hôm qua tôi đi đến trường, hôm qua chúng tôi đi học. Rồi phủ định thêm not sau trợ động từ did. Did not viết tắt là didn't. Có hai cách ha. Cái này bạn đọc nhanh là didn't, giống như cái đinh thật. Didn't. Còn không thôi hai âm thì là didn't. Ok. She did not. Sorry, chủ ngữ cộng với did not, động từ trở về nguyên mẫu ha. Chủ ngữ cộng với didn't, động từ trở về nguyên mẫu. Ok. I did not live in Long An last year. We didn't go to school yesterday. Bạn, tại sao mà mình đã chia trên trợ động từ rồi? Thì ở đây mình có một cái cục tiền thôi. Bạn cầm bạn chia cho một người, bạn đưa cho người, bạn đâu đưa người khác được nữa. Mình đã chia trên trợ động từ nè. Cái chữ did này xuất phát từ quá khứ của nó là của chữ do. Do, didn't. Do, didn't. Vậy mình đã chia trên trợ động từ rồi các bạn. Mình không chia trên động từ chính nữa. Hiểu không? I did not live in Long An last year. We didn't go to school yesterday. Rồi, tới câu hỏi thì đưa did ra đằng trước. Câu hỏi đưa did ra đằng trước, động từ trở về nguyên mẫu. Câu hỏi đưa did ra đằng trước, động từ trở về nguyên mẫu. Did I live in Long An last year? Did we go to school yesterday? Đây là câu hỏi mà không có từ để hỏi, lên giọng. Last year school yesterday. Yesterday. Ok, did we go to school yesterday? Did I live in Long An last year? Rồi xong ha. Tiếp tục cứ tụng kinh hoài nhé.